Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Trung Duệ giảng Yếu Chỉ Thiền Tông và sư Minh Lợi giảng Nhân Minh Luận. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Yếu Chỉ Thiền Tông, thầy Trung Duệ giảng tiếp về thiền sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Theo thầy giải thích, chỉ có chư tổ chứng ngộ triệt để mới có thể dùng phương tiện thiền xảo để giúp cho đương cơ tự rơi vào cảnh giới tham thiền. Tổ Hoàng Bá dùng nhân nghi để cho ngài Lâm Tế tự tham thiền mà không hay biết. Do cơ duyên của ngài Lâm Tế đã gieo từ nhiều đời trước, nay đến lúc chín muồi liền chứng ngộ. Lúc bấy giờ các tông phái thiền như là Lâm Tế, Vân Môn, Tào Động chưa được hình thành. Các phương tiện thiền xảo của chư tổ đã được ghi lại trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Do vậy, đương cơ đã hiểu các phương tiện đó nên không tự khởi lên chánh nghi, khiến cơ duyên để ngộ đạo không còn. Vì thế, tất cả các tông phái trở lại tham thiền, tham công án hay câu thoại đầu là vậy. Thầy giảng, những câu đối đáp của chư tổ tuy là thường tình, nhưng trong đó biểu hiện trí tuệ bát nhã, không ngoài cái dụng của thực tế. Ngài Lâm Tế đối đáp với tổ Hoàng Bá là trực tiếp giữa thầy và trò, không qua ý thức hay hình thức oai nghi. Vì đã ngộ rồi thì tánh với tánh, trí với trí dụng, nhân qua câu thiền ngữ. Nếu người nào đã tham thiền đến giai đoạn cuối, khi gặp cơ duyên thì liền chứng ngộ, còn nếu không hiểu thì khởi chánh nghi. Những câu thiền ngữ không thể giảng giải cho có nghĩa lý, bởi vì mục đích của chư tổ là để cho đương cơ chứng ngộ, chứ không phải để hiểu. Chúng ta chỉ hiểu bề trái, chứ không phải hiểu bề mặt. Cũng như tất cả kinh điển của Phật đều diễn tả về cái tâm, mà chúng ta không hiểu bởi vì ý của Phật muốn cho chúng sanh tin rồi ngộ. Trong nhà thiền, hành giả có cơ duyên ngộ là do chuỗi dài của sự tu hành, chứ không phải tự nhiên mà chứng đắc. Ví dụ như người khổ công leo núi đến đỉnh núi là phải trả một giá rất đắt, không dễ dàng. Cũng vậy, các vị tổ khi chứng ngộ là phải trải qua từ những bước đầu tu tập cho đến cảnh giới kiến tánh, chứ không phải là ngẫu nhiên. Trong câu chuyện thiền có câu chuyển ngữ rằng vô vị chân nhân là cây quẹt phân. Thầy phân tích, khi đương cơ nghe đến câu này thì ý thức phân biệt cắt đứt, liền chứng ngộ. Còn nếu chưa tới nơi thì khởi lên chánh nghi. Bởi vì chư tổ dùng thiện xảo để chặn đứng ý thức của người hỏi. Do không có nghĩa lý để giải thích nên bật ngôn ngữ, bật luôn ý thức. Cũng như nguồn suối ý thức lúc nào cũng chảy liên tục, nhờ các tổ dùng lưỡi kiếm chém đứt được dòng ý thức này thì đương cơ kiến tánh. Vào giờ học Nhân Minh Luận, sư Minh Lợi giảng tiếp về 6 lỗi bất định của nhân mà người đang biện luận nên tránh. Lỗi thứ nhất là cộng bất định và lỗi thứ hai là bất cộng bất định thì thầy đã giảng ở bài trước. Đến lỗi bất định thứ 3 là đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định. Nghĩa là cái nhân đối với đồng dụ thì có liên quan một phần, còn dị dụ thì hoàn toàn liên quan với nhau. Lỗi thứ tư là dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định. Nghĩa là cái nhân này đối với đồng dụ thì phải hoàn toàn dính líu, nhưng đối với dị dụ thì chỉ dính líu một phần, nên cái nhân này cũng bị lỗi không định. Lỗi bất định thứ năm là câu phẩm nhất phần chuyển bất định. Nghĩa là đồng dụ và dị dụ đều chỉ có liên quan một phần đối với cá nhân. Sau cùng là lỗi tương vi quyết định bất định, tức là chủ và khách lập luận trái nhau. Cả hai đều cho không có lỗi,
và quyết định thành lập được, nhưng không bên nào thuyết phục được bên nào. Thầy giảng thêm về bốn lỗi tương vi. Lỗi thứ nhất là pháp tự tướng tương vi, có nghĩa là cá nhân mâu thuẫn với tự tướng của danh từ sau. Ví dụ như Lập Tôn nói rằng gió thường còn, mà nhân là vì có động vậy. Khi nhân được giải thích có động thì nó trái với tiếng thường còn của Lập Tôn ban đầu nên bị lỗi. Kính thưa quý khán thính giả, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp chúng ta học và chiêm nghiệm giáo pháp cao siêu của Như Lai để trí tuệ phát triển rồi áp dụng vào trong sự tu tập hàng ngày. Bởi thế, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh tham gia học Phật pháp tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mong quý vị và các học viên tinh tấn tu học cũng như cùng chung tay góp sức vào chương trình dạy và học này được tiếp nối lâu dài. Mọi sự phát tâm cúng dường hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tòa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Học viên lớp cao đẳng sẽ được Thầy Trung Duệ giảng Yếu Trị Thiền Tông và Sư Minh Lợi giảng về Nhân Minh Luận. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoành pháp khác. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.